Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh điều kiện của Thiện Góc Nhỏ, Chuyện Tiên Hiệp. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 289 của bộ truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ, được dịch và phát duy nhất trên kênh Thiện Góc Nhỏ, Chuyện Tiên Hiệp. Các bạn nhớ nhấn like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ Góc Nhỏ nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúng ta bắt đầu nội dung của tập 289 của bộ truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nhé. ta có ba bí pháp đều là bí truyền của đại la phái nam thượng phong lấy ra ba khối ngọc giản đưa tới thần thức của viên minh đảo qua ba khối ngọc giản phát hiện một môn trong đó gọi là hàng băng chi tâm là bí pháp thuộc tính băng còn một môn gọi là độn ảnh vô hình là độn thuật thuộc tính thổ mà cái môn cuối cùng gọi là vạn tượng phong linh thuộc về thần thông công kính thuộc tính phong Tuy rằng ba môn này nếu đặt ở bên ngoài sẽ là những thiên công pháp có một chút tinh diệu nhưng chưa chắn có thể lọt vào trong pháp nhãn của vu vũ. Hay là cứ để ta đi. Viên Minh lấy ra một khối ngọc giản ở bên trong đó viết lên yếu quyết thiên diễn thuật. Hắn vừa khắc yếu quyết vừa cùng với tiểu nhị hỏi thăm thân phận của huyền giả. Tiểu nhị đối với huyền giả cũng không hiểu rõ lắm chỉ biết quyền gia này chính là quản gia phủ đệ của vũ đại sư vũ vũ đại sư ngày thường không có lộ diện tất cả việc vật đều giao cho huyền dạ xử lý viên minh vuốt cầm rất nhanh để phía sông thiên diễn thuật cũng để lại tên họ sau đó đưa ngọc giản cho tiểu nhị giúp ta đưa qua đi tiểu nhị vân dạ Chị chậm ra khỏi trà lâu Đem ngọc giản của Vi minh giao cho huyền giả Huyền giả sau khi nghe xong ngẩn đầu Ánh mắt vừa vận Nhìn đến Vi minh Trên mặt giống như là lộ ra một tia kinh ngạc Sau khi gật đầu rất nhanh Về đi tầm mắt Rất nhanh Một nén nhang thời gian cũng đã đến Huyền giả đem mọi người Giao đến ngọc giản kiểm kê xong xây người tiến vào trong dinh thự Bên ngoài phòng tất cả mọi người đều có một chút khẩn trương Thỉnh thoảng lại có người thấp thởm đi tới đi lui Viên Minh và Nam Thượng Phong cũng đi ra bên ngoài Nhưng không có tiếng lại gần Chỉ đứng ở bên ngoài đám người mà thôi Dạ đạo hữu Cái môn bí pháp kia của người Có chắc chắn là Du Du Đại Sư sẽ gặp chúng ta không? Nếu thất bại thì sẽ làm sao bây giờ? Nam Thượng Phong vội vàng nói Không sao Chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác mà Viên minh không nhanh không chậm Nói Thiên diễn thực Cũng chính là bí pháp bói toán Chỉ cần vua vũ đại sư không biết Hắn là có thể khiến cho hắn hứng thú Nửa canh giờ sau Cửa lớn dinh thự lại mở Quyền giả đi ra bên ngoài à, Quyền giả tiên sinh Dư vũ đại sư nói thế nào hả Đại sư hôm nay có người nào Có cái nào dưới đại sư không vậy Quần tu bên ngoài cửa hết lập tức vẽ mặt chờ mong nghinh đón Chưa vậy bình tĩnh chứ có nóng nổi Đại sư hôm nay Đã nhìn chúng một môn bí thuật rồi Huyền giả bình thản nói Nói xong Ánh mắt của hắn nhìn về phía viên minh Ở bên ngoài đám người Dạng đầu hữu Vũ vũ đại sư đang chờ ngươi Huyền dạ chấp tay nói Đám đông đồng loạt nhìn về phía hai người viên minh Trên mặt mang theo nghi hoặc Khiếp sợ Cực kỳ hâm mộ Rất là nhiều cảm xúc phức tạp Viên minh tự như là đã sớm có dự liệu Hơi gật gật đầu Chậm rãi đi lên phía trước Nam tượng phong mạnh mẽ Ngăn chặn kích động trong lòng Đi theo viên minh Lúc trước hắn kỳ thật Không nói thật với viên minh mấy năm trước hắn cùng với một người khác tới chỗ vua vũ, vũ đại sư đợi chừng hơn hai năm liên tục ba lần dâng lên bí thuật cầu kiến vũ vũ đại sư đáng tiếc tất cả đều kết thúc trong thất bại không ngờ viên minh tùy ý ra tay như vậy liền để cho vũ vũ đại sư tiếp kiến nhìn bóng đưng của viên minh ánh mắt nam tượng phong phức tạp quyết định trong lòng càng thêm kiên định trong ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của một đám tu sĩ hai người theo Huyền giả hãy đi vào dinh thự. Huyền giả đời dạ hủ không ngờ mới có nửa tháng chúng ta lại gặp mặt. Viên Minh vừa cười vừa nói, <cười> đúng vậy, sớm biết giả dạ đời hủ cũng muốn đến hát hậu thành, ngày đó liền kết bạn đồng hành rồi. Không có người ngoài, thần sắc Huyền giả không hề lãnh đạm, lộ ra nụ cười. Dạng Quỳnh hai người có quen biết hả? Nam Thượng Phong hỏi Viên Minh Ngữ khí có một chút thân mật Ờ à, Ở âm Sơn Thành Tiền cố duyên gặp một một lần Viên Minh nhìn Nam Thượng Phong Giảng lược trả lời Nam Thượng Phong xấu hổ gãi đầu Không chen vào nữa Không thể tưởng tượng được Quyền và dạ đậu hủ Lại là người của Vũ Vũ Đại Sư <laughs> Mấy viên liền hồng đan kia Chẳng lẽ là Vũ Vũ Đại Sư cần hả Nếu như vậy dạo mổ trong tay còn có hai viên nguyên ý cùng nhau hiến cho du du đại sư viên minh tiếp tục cùng với huyền giả bắt chuyện lấy ra một cái bình xứ màu trắng đại tạ và hữu đã có hậu ý nhưng mà luyện hồn đan kia là những người khác cần cũng không phải là du du đại sư cần huyền giả lắc đầu nói viên minh cố ý tìm hiểu chuyện của vũ vũ đại sư một đường chủ động bắt chuyện Đáng tiếc là huyền giả không muốn nhiều lời Chỉ là cười ha ha Trên mặt Thủy Trung vẫn lộ vẻ mỉm cười Hai người cứ như vậy Mà một đường đi đến bên trong dinh thự Vòng qua một mảnh lâm viên Có cảnh sắc ưu mỹ Đi đến trước một tòa trúc hiên Vũ vũ đại sư ở bên trong Xin mời dạng đào hữu Một mình đi vào nói chuyện Huyền giả nói xong Ánh mắt dừng ở trên người của Nam Thượng Phong Quyền gia đồ hổ, tu vi cao thâm Nghĩ đến có thể nhìn ra dị thường của cái vị bằng hữu này mà Thực sự là không giống Dạo mổ hôm nay đi đến bái phỏng du du đại sư Chính là vì giải quyết vấn đề của hắn đấy Vì mình chấp tay nói Huyền giả lại đánh giá nam tượng phong vài lần Sau đó yên lặng tránh ra Đa tạ Vi Minh cảm ơn một tiếng Đẩy cửa đi vào Với mặt đột nhiên sửng sốt Chỉ thấy trong chút hiên Là một thiếu nữ thuật nhìn chỉ có 16-17 tuổi, lẳng lặng ngồi xếp bằng sau một cái bàn vuông. Dung mạo của nàng tú lệ giống như là người đi ra từ trong tranh. Mày nhỏ môi phấn như là đỉnh búng phát họa, cơ ngọc da non giống như là tuyết nặng thành băng. Mặc dù là không có trang điểm nhưng mà trời sinh một bộ hung nhan tốt, chỉ là liếc mắt một cái nhìn thì liền khiến cho người ta không dời đi ánh mắt. Lúc này nàng đang dơ tay pha trà Một thân váy tơ màu xanh nhạt Theo động tác hơi phập phồng Xa y màu trắng ở trên vai nàng Càng giống như là chân sáng ngân quang Nhẹ nhàng rủ xuống đảo động Rồi lại không nhiễm một tia bụi bặm Nàng nhận thấy được hai người viên minh đi vào Một đôi mắt sáng người nâng lên Ánh mắt như là nước rơi vào trên người của viên minh Mang theo sự trông xuống linh động giống như là muốn triệt để nhìn thấu hắn Giang đa hữu mời ngồi nàng mỉm cười buông chán trà giơ tay mời viên minh ngồi xuống nam tượng phong nhìn thấy thiếu nữ váy xanh cả người ngây ngóng ở nơi đó từ hồ đã bị sát đánh trúng rồi một cái viên hồ nhi bay lên trên chín tầng mây viên minh nhìn thấy nam thượng phong như vậy biết bệnh cũ lại tái phát ho nhẹ một tiếng vẫn chuyển một tia hồn lực nam tượng phong thân hồn chấn động khôi phục lại ánh mắt vẫn là nhìn chăm chăm thiếu nữ có cái bộ dáng si mê viên minh thầm thở dài thúc giục phụ văn chúng sinh mộng nam tượng phong hoa mắt xuất hiện trong một không gian trắng xóa nguyễn cảnh không gian dạng huynh là người gây nên nam tượng phong lập tức hoàng hồn Quán chung quanh Năm đà hủ Tại vì người hôm nay đến nhà bái phỏng chân lần không thể mất lễ nghĩa nha Tháng năm của Viên Minh Vân lên trong không gian màu trắng Dạng <laughs> Quỳnh người, người không hiểu rồi Đây người ta gọi là khí chất chân chính của ta đó Gặp được nữ tử mình yêu Phải dũng cảm biểu đạt Ta hôm nay rốt cuộc cũng đã hiểu được rồi Cái gì gọi là Gặp được một mỹ nhân Gặp mặt rồi sẽ không quên một ngày không gặp mặt Thì sẽ nhớ đến phát điện phá cuộn của... Nam Tượng Phong vẽ mặt mê hoặc <laughs> Cái gì mà khi chắc chân chính chứ Ngươi là háo sắc thật mới đúng đấy Vi Minh trong lòng nhịn không được Mà trợn trắng mắt Nam Đạo Hữu Đại sự làm trọng đi Giang nhất chọc giận vũ vũ đại sư Đem chúng ta đuổi ra bên ngoài Thì nguyền rủa trên người của ngươi làm sao bây giờ chứ hắn nhắc nhở Ê, Dạng quên người không có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng không có cảm xúc hiện giờ của ta ta hiện tại phi thường chắc chắn vũ vũ tiểu thư kia chính là người mà số mệnh đã định trước cho ta vì nạn chết có gì sợ chứ à mà mò thả ta ra ngoài đi đừng có chậm chế nhân duyên tốt đẹp của ta mà nam thượng phong khẩn trương nói tiểu như là sinh tử cũng bị gạt sang một bên hắn phúc thính thần thức của mình đâm sầm vào trong không gian ảo thuật. Nhưng mà đạo ấn chúng sinh mộng hình thành không gian ảo thuật, há lại là một nam thượng phong có thể phá chứ? Mặc cho hắn trùng kích như thế nào, thì không gian màu trắng lắc lư cũng không có lắc lư một chút. Người ở đây bình tĩnh một chút đi. Vì mình không có nói gì, truyền âm nói một tiếng, không đi đến nam thượng phong nữa. Trong chút hiên hiện thực Thì nam tượng phong lúc này bất động vẻ mặt dài ra Giống như là một pho tượng đá Thần thông ảo thuật của dàn đỡ hữu Thật là lợi hại Thiếu nữ váy xanh thản nhiên cười Giống như là trăm hoa đua nở Ánh sáng trong chút hiên Từ hồ đều sáng lên Viên minh âm thầm cảm thán phong thái của thiếu nữ phớt tay áo cho nam Tượng phong thưa vào trong tu lạc cung Hướng thiếu nữ này chắp tay thi lễ tuyển thuật bất quá là tiểu đạo thôi Đạo hữu quá khen rồi Ờ à, Bỉ hữu làm người thu sơ Mong rằng chưa có trách Nhân chi thường tình thôi Giờ đạo hữu mời ngồi Thiếu nữ khẽ lắc đầu Mặc dù có một chút tự phụ Nhưng mà dạng mổ muốn xác nhận là Đạo hữu chính là Du vũ đại sư Có đúng vậy không Viên minh dơ dần một chút vẫn là hỏi Giang đạo hữu cảm thấy không giống sao Thiếu nữ váy xanh rót cho viên minh Một chén linh trà Viên minh quả thật là không ngờ Vũ vũ lại là một thiếu nữ như vậy Tất cả mọi người đều cho rằng hắn Là một đại sư Hắn còn tưởng rằng là một lão giả Tiên phong đạo cốt Không ngờ lại là một thiếu nữ cập kê Đại sư chính là cao nhân Tại hạ là hạ tướng Viên Minh cũng không có cự tuyệt, ngồi xuống đối diện với thiếu nữ, từ trong tay tiếp nhận chén trà, nếm nhẹ một ngụm. Vũ Vũ cũng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi mắt sáng đánh giá Viên Minh. Đại sư, sớm đã tính đến đại hạ sẽ đến đây sao? Viên Minh nếm nhẹ một ngụm. Tại sao về đại hữu lại cảm thấy như vậy? Vũ Vũ mỉm cười, hỏi lại thủ vệ cửa thành thì người ở nơi này chiếm được lời tiên đoán bên ngoài đông gia trà lâu phá lệ chiêu cúng chắc hẳn cũng không phải là bởi vì tân khách đơn giản như vậy chứ quyền gia dạ đào hữu dẫn đường ở bên ngoài kia lại càng lỡ trong âm sơn thành trước đây không lâu đã tìm thấy ta từ chỗ của ta mua mấy khỏa luyện hồng đan một lần hai lần có lẽ vẫn là trùng hợp nhưng mà ta lại gặp phải ba lần thế gian thật sự có sự tình trùng hợp như vậy sao Viên Minh khẽ cười Nói Lông mày của vũ vũ nhíu lại Từ hồi là đang suy tư Vi Minh rốt cuộc là nói đến ai Một lát sau mới lộ ra thần sắc giật mình À ta hiểu rồi Thì sao là như vậy Dạng đạo hữu chỉ sợ là hiểu lầm rồi Ta tiên đoán cho bọn hắn Chỉ là nhằm vào chính bọn hắn mà thôi Cũng chưa từng nghĩ tới người trong tiên đoán Đều là đạo hữu Vũ vũ giải thích Đại sư là có ý gì? Chẳng lẽ không phải là dự đoán được sẽ xảy ra chuyện gì hôm nay sao? Vì mình chăm từ ngữ, nói Tương lai hư vô mờ mịt Chúng ta tu sĩ cho dù lại tinh thông một đạo tiên đoán Cũng chỉ có thể mơ hồ được nhìn thoáng một chút gốc của tương lai Mà không thể nhìn thấy được toàn cảnh Cho dù ta có thể tiên đoán ra cái người nào đó sẽ gặp được quý nhân Nhưng mà chung quy không thể chân chính nhìn thấy rõ thân phận của quý nhân kia Vũ vũ kẻ lắc đầu Tiến thêm một bước giải thích Nói như vậy Thuật tuyên đoán của đại sư Là giỏi về dự đoán người khác gặp chúng quý nhân Giờ mổ hồi lâu chướng có cách giao đến một vị tiên đoán sư Này ngược lại là chuyên tâm dự đoán tai quả Viên minh trong lòng buông lỏng Nói Mỗi một tiên chi sư Bởi vì mệnh cách bất đồng công pháp bất động, Chuyên tình lĩnh vực tự nhiên cũng sẽ bắt động. Vũ Vũ chậm rãi hướng viên minh giải thích. Thì sao là như vậy hả? Giang mộ hôn thủ giáo. Viên minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đó là trải nghiệm hồi hợp mà thôi. Giờ đại hữu có thể xuất ra thiên diễn chi thực. Cái trình độ bí thuật bói toán bậc này đối với nhân quả chi đạo hẳn là cũng có kiến giải của mình. Không biết có thể cùng ta luyện đạo một hai hay là không? Vũ Vũ nhân cơ hội mời <laughs> Đại sư Quá cô trọng dạng mổ rồi Thiên diễn thuật này chính là ta có được từ trong tay của một vị bằng hữu Nàng đối với đạo này có lẽ còn có thể ngộ không nhỏ Nhưng mà dạng mổ tiêu tràn tìm hiểu đã nhiều năm Thủy chung không thể nhập môn Không dám múa rượu qua mất thở Viên Minh dội dàng lắc đầu Vậy không biết dạng đạo hữu có thể làm người trung gian để giới thiệu ta và dị bằng hữu của ngươi hay không? Ta đối với lai lịch của thiên diễn thuật thật sự là tò mò. Có không ít vấn đề muốn tỉnh giáo nàng. Vũ Vũ nhìn Vi Minh, ánh mắt dị mang chớp động. Vi Minh giật mình, Vũ Vũ nói với mình nhiều như vậy, mục đích chính là ở đây. Thật là có lỗi, cái gì bằng hữu kia cách giao yêu sơn mạch quá là xa, Chỉ sợ là không cách nào cùng với đại hữu gặp mặt được rồi. Về phần lai lịch của thiên diễn thuật, nàng từng nói qua là từ một nơi nào đó ở trong di tích đã lấy được cụ thể là nơi nào chứ sao nàng cũng không nhớ rõ à viên minh quyết đoán bóp tắt cái tìm tội nghiên cứu đến từ vũ 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 cũng ý thức được ý nghĩ của viên minh chỉ là thở dài liền yên lặng ngồi trở về thưa rằng không cách nào để cho vị bà ngủ kia tới bác quá dạo mổ sau đó tất nhiên trái tay đại sư truyền lời mời hắn đến đây cùng với đại sư gặp mặt vì mình bổ sung một câu như vậy đã tại dạng đạo hữu ta dạy người tu vi tương đương không cần xưng hô đại sư đâu lấy đạo hữu xưng hô là được vũ vũ đứng dậy thì lễ à, đã như vậy Giờ mẫu liền đi quá giới hạn vậy kỳ thật tại hạ lần này đến cũng không phải là mời đạo hữu bói toán tương lai mà là cái vị hảo hữu này của ta Đã chúng một loại đạo nguyện rủa cực kỳ cao minh muốn mời đại sư hỗ trợ giải trừ không biết là vũ đạo hữu ở phương diện này có trình độ gì không viên minh vội vàng đứng dậy thi lễ sau đó từ trong tu la cung lấy lại thân thể nam Tượng phong ra vẻ mặt của nam Tượng phong cũng không còn dại ra nữa từ trong ảo cảnh thoát ra cả người thuật nhìn khác xa với trước kia nhìn về phía vũ vũ ánh mắt bình tĩnh dị thường không có biện pháp không bình tĩnh Hắn ở trong không gian màu trắng để ước chừng mấy chục năm. Nhiều hơn nữa thì sự tình cũng chịu đựng không nổi. Trong mắt của Vũ Vũ dường như là có vẻ kinh ngạc, sau đó lạnh nhạt nói. Cũng được, nhưng ta cần kiểm tra tình huống cái gì đau hữu này một phen, mới có thể chẩn đoán được, không dám nói nhất định có thể giải. Đại sư, chỉ cần tận lực thi hành là được. Nam Thượng Phong hữu khí, vô lực nói vũ vũ đứng dậy đi đến bên cạnh nam thượng phong đặt tay lên cổ tay của hắn dò xét thần thức đây là thất sách ất tâm chú xem ra bà ngủ của giang đạo hữu này gặp phải địch nhân lai lịch không nhỏ rồi nửa ngày sau vũ vũ buông tay sắc mặt có một chút ngưng trọng thất xác ách tâm chú hả chưa từng nghe nói qua vì mình nhíu mày nói đây là chú thuật huyết yến lâu huyết y lâu đã biến mất nhiều năm giờ đây hữu chưa từng nghe qua chả có gì lạ vũ vũ nói huyết y lâu trong lòng viên minh khẽ động nam thượng phong từng có nói thế đàn hung chú kia từng là trọng bảo của huyết y lâu hoắc liên hoa giá cao đã đem nó chụp được chẳng lẽ Hát liên là dư âm của huyết y lâu Nếu mà du đạo hữu biết chú này Không biết là có biện pháp nào giải trừ hay không Vì mình thu liễm suy nghĩ Hỏi Thực nguyện rủa Tuy rằng khó chơi Nhưng cũng không phải là khó giải Chỉ là ở chỗ này không giải quyết được Dạng đạo hữu phải mang theo hắn cùng ta Đi tới một nơi nào đó trong dạng yêu sơn mạch Mượn linh mạch lực ở nơi đó Mới có thể đem nguyện rủa này bài trừ được Vũ Vũ suy tư một lát Đưa ra biện pháp giải quyết Mượn linh mạch Giận yêu sơn mạch sao ừ, Đây là gì sao vậy Vì mình nghi hoặc Giàn đạo hữu cái điều không biết rồi Cái gọi là nguyện rủa Kỳ thật là lợi dụng ác niệm Oán lực ở trong thiên địa Hình thành nên thần thông Hôm nay tôi tiên giới nhân khẩu đông đảo Thế tục phạm nhân lại càng là không thể kể xiết Oán lực đã không còn chỗ ấn nấp nữa rồi cho nên khi mà chúng nguyện rủa Cũng không có chỗ nào có thể trốn đi Mặc dù có trốn tới chân trời Cũng chuông quy sẽ bị oán lực xâm nhập Mà muốn chặt đứt ảnh hưởng của nguyện rủa, cần phải mượn lực lượng có cùng thuộc tính Vũ Vũ nói Lực lượng có cùng thuộc tính Vũ đồ Hữu Nó chẳng lẽ là thiện niệm nguyện lực sao Vì mình như có điều suy nghĩ Không sai cùng với dạng đại hữu nói chuyện thật sự là tiết kiệm sức lực dạng đại hữu khả năng là không biết bên trong dạng yêu sơn mạch có một tòa thiên hồng đại trận làm trung tâm của 19 tòa thành thị lấy linh mạch với lòng đất làm căn cơ dùng để trấn áp khí giận yêu tộc ở dạng yêu sơn mạch mấy dạo năm qua tư sĩ 19 tòa thành thị này vô thức đã cầu nguyện để cảm tạ ở trong thiên hồng đại trận tích góp được thiện niệm nguyên lực kinh người dọc theo linh mạch chảy xuôi có thể dùng để phá giải thất ách sát tâm chúng. Ta có thể dự dẫn biết được một nơi có linh mạch hội tụ, nơi đó nguyện lực dư thừa, dự dẫn thuận tiện thi pháp. Vũ Vũ nói, Vi Minh nghe được lời này, lúc này mới giật mình. Trong thiên hồng đại trận, vẫn còn có nguyện lực tồn tại. Ngoài trừ mượn ngoại lực, cho lẽ bản thân mình không cách nào giải phá nguyện rủa sao? Hắn hỏi, cũng có thể chỉ có thể dựa vào hồn lực tự thân từng chút một đem chúng tiêu hao như là không còn bao quá loại tình huống này chỉ có thể dùng cho thi chú giải có thần hồn được ưu việt mà thôi các gì bằng hướng này của ngươi chỉ sợ là không làm được vũ vũ tiếp tục nói duy minh nhớ lại tình hình năm đó mình đã hấp thu hết ma sát thuật của vũ nguyệt thần nội tâm không khỏi âm thầm may mắn cũng may ngay lúc đó hắn có thâu thiên đỉnh mới có thể mượn được nguyện lực ở trong đỉnh không ngừng tu bổ thần hồn. Nếu không, khi đó hắn không thể tìm được một đại sư như là Vũ Vũ để cứu mạng. Có biện pháp giải quyết là tốt rồi. Không biết Vũ Đạo Hữu nói cái ngọn núi kia có xa hay không? Chúng ta khi nào có thể xuất phát? Viên Minh tỉnh táo lại, tiếp tục hỏi. Không xa, tiêu hắc hổ thành đi đến không quá 10 ngày là có thể tới rồi. Bác quá trước khi đó ta cần chuẩn bị một chút đồ dùng Dự tính cần khoảng thêm 5 ngày nữa mới có thể xuất phát Vũ Vũ nói xong Lấy ra một tấm vạn yêu sơn mạch bản đồ Đem cái vị trí chỉ cho viên minh xem Được Vậy thì 5 ngày sau ta lại đến bái phỏng Viên minh giết lời Đứng dậy là muốn đi Đại tạ Vũ đại sư Ân này Nam Mẫu dĩnh sinh không quên Nam Tượng Phong cũng đứng dậy Trình trọng thi lễ với Vũ Vũ nếu hai vị đại hữu không chê Có thể ở lại quý phủ của ta mấy đêm Cũng bớt phức tạp Sẽ tránh được một chút phiền phức Vũ vũ nói Ờ à, cũng tốt Vậy thì quay rầy vũ đại hữu rồi Vi Minh quay đầu nhìn Nam Thường Phong một chút Thấy hắn không có gì nghĩ Liền đáp ứng Không sao Quyền giả vào đi Mang hai vị đại hữu này đến phòng khách nghỉ ngơi Vũ vũ cười khoát tay Sau đó gọi đại hán tóc bạc canh giữ bên ngoài cửa tới. Đêm đó, đêm khi yên tĩnh, trăng sáng kèo cao. Phi Minh ngồi một mình trong phòng khách, lắng lặng nhìn ánh trăng, suy tư tính toán tương lai. Ở phòng bên cạnh, Nam Thượng Phong thì khoanh chân ngồi ở trên giường, yên lặng vận công. Dựa vào pháp lực bản thân cùng với yêu lực mà Vi Minh rót vào, tiếp tục áp chế nguyện rủa phát tác. Đột nhiên, Phi Minh nhận ra một tia khác thường. Đây là Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không Từng tia từng tiên nguyện lực Từ bốn phương tam hướng hội tụ mà đến Hướng đến vũ vũ trúc hiên hội tụ đi Hồn tu cùng với pháp tu bất đồng Với cái tình huống không cố ý hiện lộ ra ký tức Thì người bình thường khó có thể nhìn ra được tu vi cao thấp Bởi vậy vi minh vào ba ngày gặp phải Thì phát hiện vũ vũ chỉ là một vị tu sĩ phó hương trung kỳ Bắt quá cái vị tu sĩ tóc bạc huyền giả ở trong âm sơn thành cố ý tìm đến Vi minh mua sắm luyện hồn đan thì Vi minh cũng đoán được vũ vũ kim tu hồn tu chi đạo mặc dù không rõ ràng lắm từ cái tu vi cụ thể nhưng mà hôm nay thấy nàng hấp thu nguyện lực cũng không cảm thấy kinh ngạc Vi minh chưa bao giờ thấy hồn tu khác hấp thu nguyện lực cho nên có một chút tò mò xa xa nhìn chăm chú chút hiên rất nhanh mặt lộ vẻ kinh ngạc tình huống Vũ vũ thu thập nguyện lực hoàn toàn khác với hắn Nguyện lực hội tụ trên Trúc Hiên Lại chậm rãi phân chia Chia ra làm bảy đạo phân biệt rõ ràng Mỗi một đạo nguyện lực cho viên minh cảm giác Đều có một chỗ bất đồng Ở chúng loại cũng có chỗ khác biệt Có vui sướng, có phẫn nộ Còn có sợ hãi Không phải là trường hợp cá biệt Viên minh đột nhiên nhớ tới Khí linh không từng nói qua nguyện lực Có thể tinh khiết Chẳng lẽ chính là chỉ cái này đây Phi Minh nhìn chăm chăm chút hiên suy tư một lát Sau đó liền đứng dậy rời khỏi phòng Đây là một lần nữa đi đến trước chút hiên Đại sư đang tu luyện Huyền giải lúc này vẫn đứng bên ngoài chút hiên chờ đợi Thế vì mình tới Hắn có một chút kinh ngạc Bác quá vẫn lại tiến đến ngăn cản hắn viên mình Mặc dù có một chút mạo mũi Mà cũng có thể mời quyền giả đại hữu thay mặt tài hạ thông báo một tiếng Giờ mổ có chuyện cần quan trọng đã cầu kiến vì mình chấp thể nói Với mặt kinh ngạc trên mặt của huyền giả càng nặng hơn Vốn là lắc đầu như cũ Đang muốn nói chuyện Không sao Huyền giả Để cho dạng đại hữu vào đi Đúng lúc này thanh âm của vũ vũ Từ trong chút hiên truyền ra Nguyên lực xoay quanh ở trên không chung của chút hiên Nhanh chóng tiêu tán Huyền giả không khỏi nhíu mày Nhưng vẫn không có ý vi phạm vũ vũ Nghiên người tránh đường Vũ Vũ vẫn như ba ngày Vẫn ngồi ngay ngắn trên cái bàn vuông Trúc Hiên Đạo hữu đêm khi tế chơi Nhưng mà vậy bằng hữu kia của ngươi Là xuất hiện tình huống mới hả khi vi minh đi vào trong Trúc hiên vũ vũ đứng dậy hỏi hắn hiện tại rất là tốt tại hạ vừa mới thấy đạo hữu bên ngoài phòng có người là hội tụ tình hình tự hồ là cùng ta ngày thường có một chút khác nhau cho nên muốn đến đây tỉnh giáo một hai nếu mà có chỗ quấy rầy kính xin đạo hữu thứ lỗi vì mình nói thẳng không sao đạo hữu có chỗ nào không rõ xin cứ nói thẳng vũ vũ đặc biệt dễ nói đạo hữu cũng đã nhìn ra ta cũng kim một đạo hồn tu hôm nay cũng đã đạt đến cảnh giới ngôn vu rồi ở bên ngoài cũng đã xác lập ra một phương giáo phái mỗi ngày đều có thể hấp thu một ít nguyện lực chỉ là những nguyện lực này hỗn tạp một mạch căn bản đè nhìn không ra có cái gì khác biệt cũng không thể phân biệt rõ được như là đạo hữu không biết là trong chuyện này có môn đạo gì bên trong không? Vì mình thú nhận hoàn cảnh của mình. Đạo hữu đang nói đến là phân chia thất tình lực sao? Xem ra đạo hữu hẳn là chưa từng tiếp nhận được truyền thừa hồn tu chính thống rồi. Ở phương diện này, chi tướng có khiếm khuyết, ta đây liền nói lại từ đầu vậy. Vũ Vũ hiểu rõ liền gật đầu. Vi Minh nghe vậy sửng sốt một chút, kiến giải như thế thập phần trân quý. Hắn lần này tới đây chỉ là muốn mời vũ vũ chi điểm một hai. Dù vậy, hắn cũng đã chuẩn bị tốt vài món vật chân quý làm thù lao. Nào biết vũ vũ trí tuệ rộng rãi như thế. Dĩ nhiên là không hề có sở cầu, trực tiếp nói cho hắn biết. Ngay khi viên minh ngay người, vũ vũ đã nói tiếp. Dạng đạo hữu, nếu cũng đã khai sáng sai được giáo phái, thu tập được nguyện lực, thì người cũng nên biết về bản chất nguyện lực trên thực tế là do sau khi hồn lực cùng với cảm xúc kết hợp lại sinh ra một loại lực lượng hoàn toàn mới bởi vậy nó cũng có thể bị chúng ta hấp thu điện quá chuyển quá thành một bộ phận thần hồn lực cho chúng ta viên minh gật đầu hiện tại trên đời tâm tình của con người ta dựa theo thất tình mà phân chia đó là niềm vui giận dữ buồn phiền sợ hãi tình yêu điều ác và ham muốn trong nguyện lực ẩn chứa tâm tình cũng là như vậy. Vũ Vũ lấy chỉ làm bút, dùng linh lực ở giữa không trung viết xuống bảy chữ nhỏ này. À, thì sao là vậy hả? Chỉ là đem nguyện lực dựa theo thất tình phong quá ra, ý nghĩa ở nơi đâu? Nguyện lực không thể so với người qua lực được, trực tiếp hấp thu tai hại khá là lớn. À? Vì mình nói, dạng đời hữu ngay cả phương pháp cô động ngoại hồn cũng không biết sao. Xem ra truyền thừa hồn tu của ngươi Thiếu sót rất là lớn rồi Vũ Vũ lộ vẻ kinh ngạc vào mộ năm đó ngẫu nhiên Có được một quyển điển tịch hồn tu Lúc này mới đi lên cái đạo này Đối với ngoài hồn chi pháp quả thật Hoàn toàn không biết gì cả Viên Minh Thành thật đáp Vũ Vũ chào mặt một chút Bấm quyết định ở trong tay Bạch quan bên ngoài cơ thể hiện lên Một phần thân giống hệt nàng chợt xuất hiện Viên Minh chăm chú nhìn Kinh dị lên tiếng cái cổ phân thân này dĩ nhiên không phải là pháp lực ngưng kết mà chỉ là nguyện lực ngưng tụ mà thành. tạo Má Sa hồn lực dao động đặt đến nguồn vu hậu kỳ. Dạy đại hữu vừa mới nói rất là đúng. Nguyện lực không thể trực tiếp hấp thu tăng lên hồn lực chỉ có thể dùng bên ngoài thôi mà cách dùng chính là ngoại hồn chi pháp. Ngoại hồn phân thân này của ta chính là một trong rất là nhiều thần thông ngoại hồn. Chỉ là muốn cô động ngoại hồn thì cần phải phân hóa nguyện lực trước nếu không nguyện lực bất ổn thì bất luận ngoại hồn chi pháp nào cũng đều là đầm rồng hang hổ vũ vũ phát thể áo vùng lên cái cổ phân thân kia là một lần nữa dung hợp vào trong thân thể của nàng thì ra là như vậy hả đa tạ giữ đồ hủ đã chi điểm trong mắt viên minh hiện lên một tia đâm chiêu trong miệng tự đáy lòng cảm tạ hắn cuối cùng cũng biết được khí linh không lợi dụng nguyện lực đan ngưng tụ thân thể là cái gì khẳng định cũng là cái loại thần thông ngoại hồn phân thân khí linh không khẳng định biết phương pháp ngoại hồn nhưng vẫn không nói với hắn bất quá cần nhắc đến cái tính keo kiệt làm bất cứ cái chuyện gì cũng cần phải có thù lao khí linh không chủ động nói cho hắn biết cũng chính là chuyện bình thường mặt khác chỉ có trình độ khống chế đối với thất tình lực đạt đến trình độ phân quá nguyện lực thì mới có thể cảm ứng được tồn tại của tam hồn thất phách vì đột phá mệnh du mà đặt cơ sở. Vũ Vũ tiếp tục nói Tam hồn thất phách, đột phá mệnh du Viên Minh lại sửng sốt Muốn đột phá mệnh du cũng không phải là chỉ tích tụ hồn lực là được còn phải tinh luyện tam hồn thất phách tam hồn chủ mệnh thất phách chủ tình nhưng chi thất phách phân biệt chỉ là hỷ phách, nộ phách, bi phách, sợ phách, ái phách, ác phách, dục phách. Đối với thất tình lực, Không chế không đủ là không cách nào cảm ứng được thất phách tồn tại, cho nói gì đến tiến hành tinh luyện. Vũ Vũ bác đắc dĩ nhìn vi minh một cái rồi lại nói. Tinh luyện thất phách, khó tránh vũ đầu hữu cảm xúc lực dị thường ổn định. Nghe bắt đầu tinh luyện thất phách rồi phải không? Minh nhìn vũ vũ từ khi nhìn thấy vũ vũ hắn đã một mực âm thầm sử dụng tình động cảm ứng được tâm tình của vũ vũ phán đoán cái lời nói này là thật hay là giả nhưng mà tâm tình của vũ vũ bình tĩnh dị thường giống như là không có sóng gió hắn cái gì cũng không cho xét được thật là hổ thẹn ta chỉ cô động đến phát thứ tư mà thôi còn có ba phát nữa chưa có bắt đầu vũ vũ lắc đầu khẽ cười nói Vũ đầu hủ vừa mới nói bảy phách Vậy ba hồn thì sao Chúng không cần tinh luyện sao Viên minh hỏi Tam hồn chủ mệnh Chúng cần tu luyện đến mệnh vu Mới có thể tiến hành được Dạng đầu hủ bây giờ biết ngược lại cũng không tốt đâu Vũ vũ lắc đầu nói Viên minh nghe vậy không có truy vấn nữa Mà im lặng đi xuống Vũ vũ chỉ điểm cơ hội cho hắn mở ra một cái cánh cửa đến đại thế giới để cho hắn có lời cảm giác hiểu ra. Nếu là không có nghe được cái lời này, hắn không biết là còn muốn đi bao nhiêu cái đường vòng. Ơn chỉ điểm của Vũ đạo Hữu hôm nay, Giọng mổ cảm động đến rơi nước mắt. Mặc dù có một chút mặt dày, bao quá là giọng mổ vẫn là muốn hỏi làm sao mới có thể đạt đến cái việc khống chế thất tình lực, đạt đến cái trình độ phân quá nguyên lực hả? Viên Minh hít sâu một hơi, cho lại hỏi Chỉ cần lấy được một quyển thất tình tâm pháp cao minh là được Chỉ là cảm ngộ thất tình cần ngộ tính cực cao Nguồn vụ ở số phân dưới chúng ta số lượng cũng không ít Mệnh phu thì lại giống như là long phượng sườn lân Chính là bởi vì cái chuyện này đó Vũ Vũ không thừa nước đục thả câu mà nói thẳng Trong tay của Vũ Đạo Hữu có thất tình tâm pháp không có dùng tới không? Chỗ của ta có mấy quyển bí pháp coi như là không thể Nguyện ý lấy ra trao đổi với đầu hủ Vi Minh trong lòng vui vẻ Lấy ra mấy cái quả ngọc giản Thử hỏi Trong ngọc giản ghi lại chính là bí pháp Kim quyền ngữ thú thực Hỏa nhãn kim tinh cùng với di hoa tiếp mộc Kim quỳ thiên thư Thần bí khó lường mặt trên ghi lại mấy môn thần thông Ở thế giới hải ngoại coi như là thuộc tinh diệu Đổi lấy một quyển thất tình tâm pháp Hẳn là dư giả không cần Giờ đạo hữu đã có tâm tu tập ta làm sao có thể dứt chỗi tự thân chứ thiên vấn tình quyết này đạo hữu cứ việc cầm đi tìm hiểu có chỗ nào không rõ cũng có thể tùy thời đến hỏi ta vũ vũ lắc đầu cự tuyệt đề nghị của viên minh tiếp theo lật tay phải một viên ngọc giảng liền rời tay rơi vào trước người của viên minh ân tình này của vũ đạo hữu dạo mổ đã nhớ kỹ viên minh mặc lộ vẻ ngoài ý muốn bất quá vẫn là thừa nhận ân tình của nàng, đem ngọc giản nhận lấy. Sau đó, Phi Minh cũng không quấy rầy nữa, mà đứng dậy cáo từ. Nữ Dương đại nhân, dấn tình quyết chính là bí pháp thất tình mà ngài lúc trước thật là giấc vả, mấy chỗ Minh Nguyệt cung lấy tới, cứ như vậy mà cho người này sống. Hiện giả dạ từ bên ngoài cửa bước vào hỏi Không cần nhiều lời Ta tự có chừng mực Vũ vũ lấy ra một bình ngọc Đổ ra một viên đan dược chính là luyện hồn đan mà vi minh lúc trước bán cho huyền dạ tinh khiết như vậy nguyên lực tinh qua chỉ có thể là minh hồn chi quả để luyện chế ra không thể tưởng tượng được thậm chí có hai loại thiên quả hiện thế yêu tộc của ta thoát khốn kỳ ngộ gần như là ngay trước mắt rồi trong lòng nàng thầm nghĩ cái miệng lộ ra một cái nụ cười viên minh đi về phía nơi của mình ở gọi khí linh không truyền tin nhưng mà không có phản hồi hắn kể như mày trong khoảng thời gian này khí linh không đối với hắn không có đáp lại thường xuyên không tìm thấy hắn cũng không biết đang làm cái gì phi minh rất là nhanh trở lại chỗ ở đột nhiên ngửi được một trận mùi thơm ngang ngát của hoa đinh hương ngọn nguồn đây là xác vết gian phòng của nam thượng phong trong phòng đã không có bất kỳ âm thanh gì phi minh trong lòng khẽ động Bước nhìn tới để cửa phòng ra Chỉ thấy Nam Thượng Phong ngồi ở trên giường Không biết từ lúc nào đã đốt lên Một cây đỏ hương màu tím Khối hương này Có một cái mùi Chà ngập ở trong phòng duy Chỉ có trước người của Nam Thượng Phong Là ngưng tụ thành một đoàn Nhìn đường nét đúng lại diện mạo Một cái đầu người rõ ràng Vậy thì giờ ước xong rồi Thì hiện tại liền mang theo Đồ cây về phía người từ trong đầu truyền ra một thanh âm Của nam tu hơi trầm thấp <laughs> Được rồi, được rồi Người mau tới đi Nam tượng phong thấy vi minh đi vào Cũng không có kinh ngạc Gợt đầu ý bảo hắn Khói ngưng tụ cái đầu người lúc này Cũng nhận ra cái gì đó Chợt xoay người nhìn về phía viên minh Viên minh cũng nhìn về phía đối phương Mơ hồ nhận ra đây là một thanh niên nam tu Dung mạo phi thường tuấn tú ngay lúc này đầu người kia trong nháy mắt đã tan vỡ Lại một lần nữa hóa thành khói tiêu tán ở trong phòng Vừa rồi là Vì mình hỏi Là vì đạo hữu lần trước ta nói với dạng đạo hữu đó Ta vừa mới liên lạc với hắn Hắn nói là mình vừa dẫn cũng ở phụ cận Hai ngày sau sẽ đem tiên thiên khổ chút dịp Mà ta hứa hẹn cho đạo hữu đưa tới Nam Thượng Phong đáp À Phương thức liên lạc của đạo hữu có một chút đặc biệt nha Ánh mắt viên minh rơi xuống đoạn hương trước mặt của Nam Thượng Phong À đây chính là linh tấn hương do Đại la Phái chúng ta nghiên cứu ra Hiệu quả và khoảng cách truyền tấn đều tốt hơn truyền âm phụ không ít Chỉ có điều một cây hương chỉ có thể chối định một người Trong tay ta tà, cũng chỉ đã dùng rồi Đại hữu nếu muốn phải chờ tay quay về Đại la Phái mới có thể cho đại hữu một nhóm Nam Thượng Phong dội dàng dập tấn đoạn hương sau đó lấy ra một cái hộp bảo bát diện màu trắng Cái hộp này trắng như ngọc cảm má ra linh được dao động nhẹ nhẹ Hiển nhiên không phải là vật phàm. Nam Thượng Phong mở hộp ra Lỡ ra một cái ô vuông Thu đoạn hương vào Không sao Ta cũng không dùng được cái này Vi Minh lắc đầu Hắn đã có tới hư chuyện thắng trận Tạm thời không cần thu đoạn chuyện tin khác Thấy vậy Nam Thượng Phong cũng không nói gì thêm tiếp tục vận chuyển pháp lực áp chế lực nguyền rủa trong cơ thể vi minh sót vào trong cơ thể của nam thượng phong một cổ yêu lực bất tiêu thụ lúc này mới trở lại chỗ ở của mình lấy ngọc giản của vũ vũ tặng cho mình đem ra nhìn kỹ nội dung vấn tình quyết cũng không dài ngoài trừ mở đầu tổng thuật đối với cảm xúc bảy loại phân ra chính là ba thiên bất quá là mấy trăm chữ khẩu quyết từ nông đến sâu theo thứ tự là Vấn tình, ngự tình, luyện tình Ba cái cảnh giới Vấn tình cảnh giới là có thể Bước đầu cảm ứng được thất tình lực Ngự tình cảnh giới Đây là khống chế được thất tình Mà chỉ có đạt đến Cảnh giới luyện tình Thì mới có thể hoàn mỹ khống chế được Thất tình lực Làm được phân hóa nguyện lực Ngưng luyện ngoại hồ chi pháp Tinh luyện ra thất phách vân vân. Viên Minh rất nhanh liền đem pháp viết Đọc hết một lần Đem tất cả nội dung khắc ghi ở trong lòng Nhắm mắt bắt đầu tu luyện Thời gian nhanh chóng trôi qua Trăng sáng bên ngoài cửa sổ Vừa lên vừa xuống Lên rồi lại xuống Như thế đến đêm ngày thứ ba Viên Minh một mực yên lặng tu luyện Mới rút cuộc mở mắt ra Trên mặt cũng lộ ra một tia Bất đắc dĩ Giờ phút này hắn cuối cùng cũng hiểu được của vũ cường điệu ngộ tính đến tục cùng là có cái ý vị như thế nào. Trong thời gian ba ngày, hắn ta thậm chí cách đến phương pháp nhập môn cũng đều không lĩnh ngộ ra được. Vô luận là nếm thử như thế nào, thì cuối cùng lại căn bản lý giải cũng không được hàm nghĩa của pháp quyết, hoàn toàn không hiểu được đầu mối. Tình huống này của hắn rõ ràng thuộc về ngộ tính không đủ. Duy Minh cũng không thèm để ý, tình huống tương tự hắn đã trải qua rất là nhiều lần Có thâu thiên định ở đây Hoàn toàn không cần nóng lòng nhất thời Hắn cảm ứng được kết vách Nam tiểu Phong như là trước Đang vất vả áp chế Nguyện sủ lực ở trong cơ thể Cũng không có quấy rầy hắn Trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi phòng Bên ngoài là bóng đêm đang dày nặng Ánh trăng như nước Chiếu sáng hất khổ thành Vì mình không có tâm tư thưởng thức ánh trăng Ánh mắt vừa chuyển Nhìn về phía trúc hiên của vũ vũ quả nhiên nơi đó lại có nguyện lực hồi tụ. Khế miệng của Vi Minh lộ ra vẻ tươi cười, tế xuống tù la cung, một mình đi vào, đi tới nơi tu luyện hàng ngày, không chút do dự lấy ra thâu thiên đỉnh, về lên một cái cây hắc hương cấm vào. Không bao lâu, Vi Minh liền phụ thể lên người của Vũ Vũ, mà lúc này Vũ Vũ cũng đang tu luyện vấn tình quyết như hắn nghĩ. Hắn không trì hoãn thời gian nữa, mà mặc dù mượn thân thể của Vũ Vũ cảm ngộ. Có cảm ngộ cực ly gần về cảnh giới của vũ vũ ở hồn tu như vậy Hơn nữa Nguyên bản nền tảng chính mình cũng không yếu Tuy nhiên là tiến bộ thần tốc Khi thời gian phụ thể kết thúc Thì viên minh cũng suốt cuộc đã đem vấn tình quyết Tăng lên đến cảnh giới vấn tình Hắn lại lần nữa mở mắt Cũng không có vội vàng đứng dậy Mà lại yên lặng thể ngộ những cái thứ học được Trong lúc phụ thể chiếm được Sau đó liền thúc giục vấn tình quyết Nội quan thức hải xem xét lên thần hồn của mình. Chỉ thấy nguyên bản thần hồn không có màu, mà dưới tác dụng của vấn tình quyết, thì lại bày ra các loại sắc thái khác nhau, hỗn tạp, giao truyền lẫn nhau. Cân bản là phân biệt, không ra số lượng, chỉ có thể mơ hồ phán đoán ra. Hôm nay là đại biểu ra cảm xúc vui sướng, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Trong lòng hắn mừng thầm, đang tới cảnh giới vấn tình, quả nhiên có thể cảm hứng được thất tình lực không thể tưởng tượng được thất tình lực ở trong tàng hộ của mình lại là như vậy. Đã kết thúc tập 289 của bộ truyện cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 290 bộ của bộ truyện tiên giả của tác giả Vòng Ngữ nhé.